nghe như trong tim dàn vỡ, nỗi đau mang em như một trời xuống khói. Em như chiếc máy quên đường về, âm thầm mình anh nơi đây với những vấn vương. Cánh chim ơi, và người vô tận trời nào, vì chỉ để xa xôi, anh quên em như quên cánh hoa. Nhưng sao nay em quay trở về, ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim. Mỗi duyên xưa dù anh chỉ là mong nuôi, anh tin như chẳng nào, mỗi em vẫn sẽ trở lại nữa. Cái chị này là hát lô tô luôn. Bây giờ đi bán vé số. Dạ. Mua hết cho chị phải không? Mua hết cho chị phát ở trên á. Rồi giờ chị không đi hát rồi sao, rồi chừng nào đi hát lại? Ờ, chừng nào còn hát lại mình làm lại. Nhà bán mấy trăm? 300. 300 tờ hả? Bán mấy giờ? Đó, từ giờ bán rồi, bán từ giờ. Mấy giờ sáng? Bán từ giờ 5 giờ, 6 giờ dậy đi bán. Bán tới 12 giờ nghỉ. Cái chị này là cũng đi hát đòn luôn. Là Du My có biết Lệ Xuân. Bây giờ chị đi bán vé số rất là thường. Hôm qua Thu ủng hộ chị rồi. Bữa nay em sẽ đi bán thai chị. Chị bán loại em đau thiệt. Em bán là mai em lấy 500 tờ về em bán. Em bên ngoài nhanh chóng tập trung vào bên sân khấu, lựa chọn cho mình một đứng hoàn toàn hợp lý để cùng tham gia tham dự chương trình Lô Tô Show tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được lên làm kính mời và kính mời. La. Ê, rồi tàu này thuộc về anh hay gì nha, gớt khỏi tay em rồi đó. Thưa kính thưa tất cả quý vị, ngay lúc này Gánh Hát Lô Tô Hương Nam đang livestream trực tiếp trên fanpage Gánh Hát Lô Tô Hương Nam. Kính mong tất cả quý vị đang có mặt tại phố đi bà đầm Sen Xoay, hãy dành cho Gánh Hát Hương Nam một nút like, một nút share để cho Hương Nam được đến gần hơn với tất cả quý vị. Rồi. Và không để sân khấu đất đầu xuống về cùng Hương Nam. Dạ rồi, em cảm ơn. Thói 50. Quý vị, Mill. Cảm ơn anh chị. Dạ rồi, cảm ơn anh chị. Nhạc tối hôm nay dành được nhạc phẩm nước anh tên. Xã vợ chưa ai được con xin một chút trên một thủ thức. Có ai mà giấy số nè, giấy số nè, giấy số nè. Giấy số nè, giấy số nè. Chị. Ủa, không qua đây cho mình bữa nay bán. Em bán ở đây nè, bỏ chi kìa. Bên bên kia một năm em bán. Một năm em nghỉ rồi. Ủng hộ em ơi, ủng hộ cho bà chị. Mua chưa? Mua rồi phải không? Rồi rồi vậy thôi nghe. Rồi mai bà ủng chúng mà đừng có la làng nghe không? Nè, trong đây là tờ đặc biệt với ăn ủi không đó. Vé số không anh? Ủng hộ cho bà chị của em. Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em yêu anh xin chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ? Nãy giờ không thấy ai kêu nước chưa? Kìa quán này nè. 5 vé. 4 mà, 4. Anh đang mua nước ở đây nè. Bữa em menu đã mời. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh mà không muốn ai biết nhiều. Mua đi. Lấy cái điện thoại. Lấy cái điện thoại cho đưa bà 10 vé. Đổi vui vẻ cho kì. Đưa cái điện thoại đưa bà 10 vé. Menu của quán nè má. Comment cá nhân tổng chức. Không. Không có đi trang trọng.
giờ thấy bà chị đừng có cười nghe. Sao 4 giờ chiều chưa biết ai giàu không ai. Mai nhớ gặp con nha má. Chọn cho một chỗ ngồi thoải mái để xem qua chương trình tối hôm nay với chủ đề dù cổ tích. Tội nghiệp rồi, cũng đi hát ô tô mà giờ dịch. Cái giờ đi bán nước xô. Anh ơi em muốn đi cùng anh, đi hết tuần rồi. Và nơi đó chỉ có anh và anh thôi. Nơi yên tình như ngày có thông ca nắng ơ. Những điều đó chắc vẫn luôn phải còn hôn. Mẹ nghe giờ đây chắc có hai chàng đầy. Thành cô bạn đi nghiếp lại pha phim bằng cùng. Anh ơi em hãy tầm mây xưa lâu khi đông hát về. Giả vờ như em cứ thấy có được không. Nhiều tờ, 10 tờ. Cảm ơn anh. Trời ơi, bà chị của em. Chương trình Lớp Show ngày hát của Tương Nam tối hôm nay xin phép được bắt đầu. Trời ơi, trời ơi. Thôi nè, em về em bé nha, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Rồi, cố lên nha chị. Dạ. Với quý vị, xin mời cùng hướng mắt và sân khấu lên một trận đấu. Cổ Hoa Thôi Hương Nam, người đẹp Hồ Tiểu Vy. Nhà người đẹp Hoa Du Ly Hà Tiên Cổ. Có em xỉ thắng.